Go Kyung-bio, chàng nam phụ quốc dân của màn ảnh Hàn, từng vướng tin hẹn hò em út SNSD. Là một trong những mỹ nam đầy triển vọng của màn ảnh Hàn, Go Kyung-bio được khán giả biết đến qua bộ phim Hồi đáp 1988. Anh được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thật. Go Kyung-bio ra mắt vào năm 2010 và trở thành thành viên của chương trình hài kịch Saturday Night Live Korea trong 3 mùa đầu. Nam tài tử đã gắn bó với nghiệp diễn đến nay hơn 12 năm. Go Kyung-bio hiện đang sở hữu cho mình danh sách phim khổng lồ, từ phim điện ảnh, truyền hình cho đến phim ngắn và chương trình thực tế, hứa hẹn là cái tên đầy tiềm năng của làng điện ảnh Hàn. Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật, thử sức qua nhiều dạng vai diễn khác nhau, Go Kyung-bio đã dần gặt hái được những thành công nhất định, nhưng không quá vụt sáng vì thiếu kịch bản hấp dẫn. Ngoài vai trò là diễn viên, ít ai biết rằng diễn viên Go Kyung-bio còn sở hữu cho mình giọng hát đầy nam tính. Nam diễn viên từng song ca với Kim Seong-ji trong ca khúc I Wake Up Because of You. Đây chính là ca khúc nhạc phim Flower Boy Next Door. Nổi lên nhờ vai phụ và hành trình tỏa sáng. Sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Konkuk, Go Kyung-bio bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Trước đó, anh từng đầu quân vào công ty YG và được debut làm diễn viên. Nhưng để tập trung cho việc học, nên Go Kyung-bio đã rời khỏi công ty không lâu sau đó. Năm 2010, Go Kyung-bio tham gia vào dự án phim Jungle Fist với vai diễn Pom Inte của kênh KBS 2. Tiếp sau đó là hàng loạt vai diễn chính phủ trong các bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, kể đến như A Millionaire on the Run 2012, Operation Robocho 2012, The Story of Man and Woman 2013, Mỹ Nam Nhà Bên 2013, One Summer Night 2014, Gia Đình Khoai Tây, Muôn Kiểu Ghen Tuông, Chicago, Typewriter, Vũ Khí Nhà Văn. Những năm tiếp theo, Go Kyung-bio vẫn tích cực tham gia đóng phim. Bộ phim hay mới nhất của anh tính đến hiện tại là Đời Tư, phát hành năm 2020 trên kênh JTBC. Ngoài ra, anh chàng từng phát hành đĩa nhạc. Trong suốt 5 năm kể từ khi tham gia đóng phim, tên tuổi của Go Kyung-bio vẫn không gây được tiếng vang lớn. Mãi đến khi tham gia vào vai chính trong bộ phim Hồi đáp 1988, Go Kyung-bio mới được khán giả biết đến, nổi lên như một cơn sốt trong giới giải trí Hàn. Được biết, đây là bộ phim lấy ý tưởng từ bối cảnh Hàn Quốc những năm 1988. Giữa con phố Seoul sầm uất là tình bạn thân thiết của năm đứa trẻ hàng xóm. Những hình ảnh gia đình đan xen, lời ăn tiếng nói cũng như cách sinh hoạt được tái hiện một cách chân thực nhất. Trong Hồi đáp 1988, Go Kyung-bio vào vai cậu chàng Sun-gu là mặt trời của cô nàng Sun-bora. Sun-gu là một anh chàng cực kỳ hiếu thảo và yêu thương em gái. Anh có thể xem như là trụ cột của gia đình, gánh vác những trách nhiệm của người đàn ông duy nhất trong nhà thay cho người bố đã mất. Gia cảnh đưa đẩy đã khiến anh phải trưởng thành thật nhanh. Chính vì thế, anh trở thành một người cực kỳ nguyên tắc và có đôi khi bảo thủ. Tham gia cùng anh trong Hồi đáp 1988 là 4 tên tuổi lớn gồm Hyeri, Park Bo-gum, Ryu Jun-yeon và Lee Dong-hee. Với cách diễn đặc biệt của mình, Go Kyung-bio đã giành được giải cặp đôi đẹp và ăn ý nhất trong phim do khán giả bình chọn. Sau Hồi đáp 1988, Go Kyung-bio tỏa sáng và trở thành ngôi sao màn ảnh được nhiều chị em ngưỡng mộ. Double Life 1988 đã tạo bước đà cho Go Kyung-bio tiếp tục bứt phá. Anh tiếp tục gây được tiếng vang và nhiều tạo hình mới mẻ như Tên Đầu Gấu Ra Tay Tàn Độc, Chido trong Color Kroger, Một Nhà Văn Yuchino Ẩn Mình Bên Trong Là Ma Vương tại Chicago Typewriter, hay Chàng Thiếu Gia Giàu Có Go Chung-won trong Jealousy Incarnate. Trong đó, Jealousy Incarnate có sự góp mặt của Go Kyung-bio đạt rating cao ngất ngưỡng. Bộ phim được đánh giá là lầy lội, nội dung hấp dẫn mới lạ. Đồng thời, các tác phẩm cũng đã giúp tên tuổi của Go Kyung-bio tiếp cận với đại đa số khán giả, được nhớ mặt biết tên. Thành công với vai phụ là thế, nhưng khi được đóng chính đầu tay trong tác phẩm Strongest Delivery Man, Go Kyung-bio lại không gây được ấn tượng mạnh vì kịch bản không quá hấp dẫn. Sau đó anh tham gia một vài bộ phim nữa và lên đường nhập ngũ. Virus Life là bộ phim đầu tiên sau khi xuất ngũ của nam diễn viên 9X. Lần này anh kết hợp cùng thành viên nhóm nhạc SNSD Seoyun. Bộ phim nhận được sự quan tâm nhờ sự đẹp đôi của nhân vật chính cùng câu chuyện đầy thú vị. Ngoài việc nổi tiếng trên phim ảnh, Go Kyung-bio còn từng bị nhầm lẫn vì có ngoại hình giống với ca sĩ Choi Si-won của nhóm Super Junior. Anh có vóc dáng chuẩn người mẫu, tính cách trầm ổn, lịch thiệp và ấm áp đã giúp Go Kyung-bio liên tục ghi điểm trong lòng người hâm mộ, vướng tin đồn hẹn hò Seoyun SNSD. Với những màn tương tác quá tình cảm và mượt mà cùng Seoyun trong bộ phim Đời Tư, nhiều người hâm mộ đã hy vọng rằng cả hai có thể phim giả tình thật vì quá đẹp đôi. Đặc biệt, trong những lần phỏng vấn, Go Kyung-bio cũng không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho bạn diễn của mình, nên càng khiến các fan có thêm động lực để đẩy thuyền. Tuy nhiên, đây chỉ là những đồn đoán và mong muốn của các fan hâm mộ, còn việc cả hai có hẹn hò thật hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Trước đó, Go Kyung-bio cũng chỉ vướng tin đồn hẹn hò một lần duy nhất vào năm 2018, khi anh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Theo đó, một trang báo đã đưa tin nam diễn viên đang hẹn hò với người ngoài ngành giải trí. Đính kèm theo đó là bức ảnh đi chơi vô cùng thân thiết của hai người. Không cần chần chừ, công ty quản lý của Go Kyung-bio đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, đồng thời cho biết người phụ nữ trong ảnh vốn là bạn thân của anh. Go Kyung-bio và tình bạn thân thiết với Park Bo-gum.
trước khi chính thức trở thành người cùng khu phố trong bộ phim Reply 1988. Go Kyung-bio và Park Bo-gum đã từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong hai bộ phim điện ảnh là The Admiral, Roaring Current và Con Locker Girl. Vì vậy, nên trong nhóm bạn thân từ Reply 1988, mối quan hệ giữa Go Kyung-bio và Park Bo-gum có thể được xem là đặc biệt thân thiết hơn những người khác một chút. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn thân, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp đánh lẻ khi cùng nhau đi du lịch. Ngoài ra, Go Kyung-bio và Park Bo-gum còn gửi xe cà phê đến để ủng hộ đối phương trong quá trình ghi hình phim mới. Trong khoảng thời gian Go Kyung-bio thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh cũng đã dành ngày nghỉ phép của mình để hẹn hò cùng cậu em thân thiết và gửi lời cảm ơn đến Park Bo-gum vì đã mua thịt bò ngon cho mình. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi người giờ đây cũng đã có được những chỗ đứng riêng trong làng giải trí. Thế nhưng Go Kyung-bio và Park Bo-gum vẫn giữ được tình bạn chân thành thân thiết. Đây thật sự là điều không phải ai cũng làm được trong giới giải trí.